cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai dường như rất hào hứng khi tập luyện bài mới, nắm tay tranh bóng. Văn Toàn và Tuấn Anh sau một hồi bắt cặp đã phải tách đội vì không ăn ý. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có buổi tập làm quen sân Hàng Đẩy vào sáng 8 tháng 10. Đối thủ sắp tới của họ là câu lạc bộ Viettel. Thì thật sự là thi đấu ở sân Hàng Đẩy thì lúc nào cũng rất là khó khăn vì đội chủ nhà của lần này là đội Viettel. Em nghĩ là Viettel hiện tại đang là một đối thủ rất là mạnh và họ đang có một tinh thần rất là tốt khi họ đứng trên top đầu của bảng xếp hạng, nên em nghĩ là trận đấu tới cũng sẽ là một trận đấu rất là hay khi đội em hiện tại tâm lý của em cũng rất là thoải mái và hướng đấu những trận đấu tới, và em nghĩ không có áp lực gì quá nhiều với đội em, nên em hy vọng là đội em sẽ thi đấu tốt. Em hy vọng là trận này sẽ ít bàn thắng, đội chiến thắng thành đội em. Hy vọng là đội em sẽ thắng với tỷ số 1-0. Thật sự thì hàng hậu vệ của đội Viettel thì em nghĩ là em cầu thủ nào em e ngại nhất mà chắc e ngại nhất chắc là anh Hải. Thì chắc rất nhiều người nghĩ là Hoàng Gia Lai nó vào top 8 rồi thì sẽ buông hay là gì, nhưng mà đối với em thì em nghĩ là đội em sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất để mới ít nhất em có thể được vào top 5, tại vì chúng em đến đây thì chúng em để thi đấu và thành chiến thắng, và chúng em sẽ cố gắng đá từng thi đấu từng trận một để có điểm. Ở trận lượt đi diễn ra tại sân vận động Hàng Đẩy, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Viettel đã hòa nhau với tỷ số 3-3. Trong đợt đối đầu này, cả hai đều đang quyết tâm có điểm để giành lợi thế trên đường đua đến chức vô địch. Trước đó, đội bóng Phố Núi đã nhấn chìm câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận thủy chiến với tỷ số 5-1. Văn Toàn cũng đã góp công với một bàn thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.